Xin chào mọi người. Rất tình cờ hôm nay là Đức Nguyễn được gặp một phóng viên, một cái cổ động viên vô cùng nổi tiếng đến từ Thái Lan. Xin xin bắt số em. My name is Thailand Kham Thong. Đúng rồi. Anh Kham Thong, anh là đi khắp. Dạ, sao mà đi khắp? Anh đi khắp ở Thái Lan này. Hôm nay là anh đến Việt Nam để phục vụ cho tất cả đoàn thể thao của Thái Lan. Hôm nay thì tình cờ gặp đây thì chúng ta có một phỏng vấn ngắn. Come to Vietnam how long? Finish the game. Start today and finish 2024. Go back to Thailand. Okay. Finish the game. Okay. All the time. I go to Vietnam three time or four time. Because the first time in the SEA Games high. Okay. And it's Asian indoor game in the Ho Chi Minh and a football match in the Vietnam meeting. Thailand and Vietnam in the AFC. How many time in Vietnam? Yeah. And now here. Okay. Tôi gọi tên vui của anh ấy là anh Thong. Anh Thong nói là từng đến ở Việt Nam để cổ động cho tại SEA Games 22, 2003. Tức là từ rất là lâu rồi, 20 năm rồi. 20 năm mới trở lại Việt Nam. Thì anh ấy đến đây không chỉ là cổ vũ cho bóng đá đâu, anh chỉ có bóng chuyền này, bóng đá nữ, để bóng đá nam luôn. How do you feel about in the SEA Games Vietnam? Oh, I think they good. Vietnam is really good. I mean, Vietnam means it's very good. Good for me, really, and enjoy. And when everyone take photo with me, thank you very much. I'm good. And final football. The final, I think Thailand and Vietnam and women. I think Thailand and Vietnam. And team what? Not sure because. The game in it with is who can Thailand can win and Vietnam can win is not sure because it's in the game. I'm not sure because I'm Thailand. I want that team Thailand win and you Vietnam, you want Vietnam win, but who win is no problem because it's the game, it's a belief. Yeah. Okay. Yeah. Anh Thon, anh nói rằng là đến đây mà 20 năm trở lại đây nhưng mà đến dự đoán là đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ vô vòng chung kết. Tương tự là bóng đá nam cũng vô vòng chung kết, nhưng còn chiến thắng thì ông xã giao nói là chưa biết vì khó đoán định. Ok, thank you. Ông cơn, cảm ơn thầy, xin ông cơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn thầy, xin cảm ơn. Xin cảm ơn Việt Nam. Thank you. Okay. Ôm lấy chú đi con. 1, 2, thẳng lưng lên, ngưỡng ngực ra. Ok, mọi người ở đây là mọi người rất là biết nhiều đến cổ động viên này. Ở Thái Lan, cổ động viên rất nổi tiếng. Ok. Để cho con trai cái giọng này cả nha. 7, 9. Thì nó là lâu là tiết 10. Cái tập này con nhìn cái hành phòng 10 và 13. จะว่าสิ่งหนึ่งก็เกี่ยวกับที่ให้บอลแล้วก็ข้อ14ก็จะไปวอลเลย์บอลอยู่ยาวจนจบเลยเพราะวอลเลย์บอลมันจะได้วอลเลย์บอลชายวอลเลย Việt Nam con ơi.